Nó xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh của Xíu TV nhé. Ở đây thì anh có là da heo chiên giòn mọi người này. Thì cái này anh đã chiên và anh đã làm từ hôm trước. Anh có quay một đoạn video về là cái da heo của anh đã luộc và xong anh giải phơi cho nó khô ấy mọi người. Thì sau đấy thì anh mang đi chiên giòn, nhưng mà trong quá trình chiên ấy nó bị nổ nhiều quá, bắn dầu ra nhiều quá nên anh không quay được. Thế thì hôm nay thì anh sẽ quay là cái review ăn cái da heo chiên giòn này. Thì anh có lắc qua với phô mai nhé mọi người, lắc qua với lại bột phô mai đó, thì mời mọi người cùng anh ăn nhé. Dưới này là anh để cái ghế mọi người ạ, để cho nó cao vừa tầm. Mời mọi người nhá. Nó rất là giòn mọi người ạ, nhưng mà nó chỉ giòn thôi mà có cái bột phô mai mình nó ngọt ngọt béo béo mặn mặn. Cái này á, ai mà răng yếu là không ăn được đâu mọi người nhá, thật đấy. Cái này mình nhai phải đổi hàm nhé, nhai bên này xong mình đổi sang bên hàm bên này, không rồi nó lệch hết răng. Thực ra là cái này ăn nó cũng bình thường thôi mọi người ạ, nó chỉ có cái vị là nó giòn, rất là giòn thôi. Và cái quá trình làm nó ấy, thì khá là vất vả, tại vì là mình vừa phải phơi, nếu có nắng mình phơi nắng, còn không thì mình sẽ mang đi sấy đó, sấy bằng nồi chiên không dầu, và sau đấy thì là mình mang đi chiên giòn. Thì quá trình chiên giòn á, dầu này, mỡ này, rồi là với cả cái da này mọi người, nó bắn ra rất là nhiều. Anh quay mà không quay nổi, tại vì là một mình bếp thì rất là chật hẹp nên là không gá được camera ở đâu hết, mà còn cầm ấy, điện thoại cầm ở tay thì là tại vì là một tay là cầm cái nắp nồi để che chắn để nó không bắn dầu mỡ và bắn cái da này ra, nên là cái đoạn đấy anh không quay được mọi người ạ. Thì chỉ có thể là quay cái khúc quay cái đoạn mà ăn này cho mọi người xem thôi mọi người nhé. Anh phải lấy cái này ăn cho nó đỡ ngấy mọi người ạ. Mình cái da này ăn nó rất là ngấy, nên là anh ăn thêm cái này là sấu, sấu ngâm chua mọi người ạ. Ăn sấu chưa ăn cái này á, ngấy lắm. Quả sấu
Mùi hộp sấu mà anh ăn gần hết mọi người. Quả sầu riêng non này, nhưng cái hộp cái hạt nó rất là mềm. Cái video của anh đến đây kết thúc nha mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.